Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay phía trước của tòa đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Và đây là một tòa nhà rất lớn, nơi có rất nhiều cán bộ ngoại giao, cán bộ tình báo cũng như là cán bộ an ninh của Trung Quốc đã hoạt động ở đây. Và từ đây họ có những hoạt động khắp nước Đức cũng như châu Âu và gây ra những ảnh hưởng rất nhiều, ngay cả đối với cả vấn đề chủ quyền Biển Đông của Việt Nam. Và một cái điều rất nguy hiểm trong thời gian vừa qua đã diễn ra ở Việt Nam, đó là việc Trung Quốc liên tục đưa tàu vào thăm dò cũng như là xâm phạm vào chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và hiện nay đang có những thông tin cho rằng là Trung Quốc đe dọa quay lại bãi Tư Chính để bảo vệ đường lưỡi bò, thì Việt Nam cần phải làm điều gì? Và điều này thưa các bạn rằng hết sức có thể xảy ra, bởi vì như các bạn đã biết trong thời gian vừa qua, chiếc tàu Hải Dương 8 cùng với những cái tàu hộ tống của nó đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem xét lại, là gồm có chiếc tàu rất lớn và cái đội thủy thủ đó. Đó là tàu Hải Dương địa chất 8 đã hoàn thành cuộc khảo sát. Bây giờ nó đi đến đảo Đá Chữ Thập. Và chiếc tàu này đã quần đảo xung quanh cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính trong thời gian vừa qua. Và có những lúc căng thẳng lên cao khi tàu cảnh sát biển ra để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, thì có tới 80 chiếc tàu của Trung Quốc cũng như là những tàu hộ tống khác đã tìm mọi cách ngăn cản cái hoạt động tư pháp của Việt Nam tại vùng biển hợp pháp của nước mình. Và ngoài ra thì các bạn cũng đã biết chiếc tàu này sau khi đã rút về một cái khu vực là đảo Đá Chữ Thập, theo cái thông tin mà các bạn có thể tham khảo ở cái tweet của ông phó giáo sư Mathison của trường Đại học Hàng hải Hải quân Mỹ chia sẻ trong thời gian vừa qua, thì đây là hình đồ thị của chiếc tàu đó đã di chuyển. Đấy, và nó rất rõ ràng ở chỗ sau khi khảo sát xong ở cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì chiếc tàu này đã rời đi. Tuy nhiên nó chỉ nằm ở một cái hòn đảo Đá Chữ Thập mà Trung Quốc đang đóng ở đó, và chưa biết lúc nào thì chiếc tàu này có thể sẽ quay lại Việt Nam, bờ biển của Việt Nam. Đây là hình ảnh mà các bạn cần phải quan sát thêm cũng như là để tâm trong thời gian sắp tới, vì bất cứ lúc nào những cái diễn biến đó có thể lại tiếp tục diễn ra. Điều đặc biệt nữa, không những Trung Quốc liên tục vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà họ còn đe dọa và liên tục xâm phạm chủ quyền của những nước khác như Philippines. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo thêm của trên tweet của ông phó giáo sư Mathison đã chia sẻ, và ông nói rằng là thêm tàu Đông Phang Hồng 3 đã được đưa vào danh sách các tàu khảo sát của Trung Quốc hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines. Và đây là hình ảnh chiếc tàu đó cũng như là cái đường đi của chiếc tàu này. Thì vậy, qua những cái hình ảnh này, qua những thông tin này thì các bạn phải biết rằng là Trung Quốc không từ bỏ cái tham vọng chiếm Biển Đông theo như họ đã vẽ ra trước đó. Đó là đường chín đoạn, và ở Việt Nam hay nói là đường lưỡi bò. Và họ đã đóng một đội tàu rất lớn cùng những cái đội thủy thủ và hoạt động trên khắp cái vùng biển này, rộng lớn này, để họ thể hiện cái chủ quyền của họ. Và cái chủ quyền đó thì họ đã khẳng định trong cái cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thời gian qua. Và đây là hình ảnh của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo thường kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Chúng tôi hy vọng phía Việt Nam có thể nghiêm túc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc đối với các vùng biển liên quan, và không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp tình hình." Thì đây là hình ảnh mà ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã nói trong cái lúc mà căng thẳng ở Biển Đông, khi mà Trung Quốc đưa tàu thăm dò vào khu vực bãi Tư Chính cũng như là hàng chục tàu hộ tống đi vào khu vực này, và họ đã nói vậy. Chính vì điều đó thì các bạn phải biết rằng là Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ cái đường lưỡi bò của họ. Chừng nào Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn nắm quyền thì chừng đó cái đường lưỡi bò vẫn được thực hiện, và Việt Nam phải chuẩn bị với tất cả những cái gì có thể xảy ra. Là phía Trung Quốc khi đã tuyên bố, mặc dù đã tuyên bố cái lý do rút tàu ra, vì thế chúng tôi có thể phán đoán được rằng là nếu Trung Quốc khảo sát xong địa chất thì với cái kết quả đó thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể lại bắt đầu là kéo giàn khoan vào để bắt đầu khoan thăm dò vào lần tới. Đấy, bởi vì trước khi khoan thì phải khảo sát đã, và với cái kết quả đó tổng hợp lại thì có thể kéo giàn khoan. Mà cái chứng minh rất cụ thể và rõ ràng là cái việc mà Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào vùng Biển Đông, mà các bạn đã nhìn thấy, không những truyền thông trong nước và truyền thông quốc tế cũng đã đưa rất nhiều những hình ảnh này mà các bạn xem. Và đây là một cái bài học rất rõ ràng cho nhà cầm quyền, tức là cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cái chính quyền ở Hà Nội phải biết rằng khi
coi Trung Quốc là bạn, là đối tác chiến lược, thì cái điều này hết sức là mơ hồ và hết sức là sai lầm. Bởi vì cái bất cứ lúc nào họ cũng có thể cho tàu thăm dò, bất cứ lúc nào họ cũng thể kéo dàn khoan vào để khoan trên thềm lục địa Việt Nam. Thì đấy là cái điều mà Trung Quốc đang ngang nhiên làm ở Việt Nam. Và cái dàn khoan HD981 này vào năm 2015 đã kéo vào vùng bờ biển của Quảng Bình, tức là rất gần Việt Nam rồi, để khoan thăm dò. Và Việt Nam cũng chỉ phản đối và đưa tàu ra một cách rất yếu ớt. Bởi vì các bạn cũng đã biết, tàu của Trung Quốc thì họ rất lớn, và cái tiềm lực quân sự của Trung Quốc cũng rất lớn. Điều đó, tàu của Việt Nam thì nhỏ và số lượng lại rất ít. Chính vì vậy mà không những Trung Quốc đưa những cái tàu hải cảnh ra để đâm phá, cản phá tàu Việt Nam, hoặc là đâm thủng và chìm những cái tàu của ngư dân Việt Nam để họ dằn mặt người Việt Nam không được ra đánh cá ở vùng biển đó nữa. Mà khi ngư dân mà đã không ra thì đương nhiên là Trung Quốc sẽ coi đấy là vùng biển của mình, và Việt Nam sẽ mất chủ quyền ở đó. Đấy là cái điều rất nguy hiểm. Và dường như là chưa đủ thì Trung Quốc còn liên tục đưa tàu ra để tập trận ở cái khu vực đó. Và cụ thể nhất các bạn thấy trong 2 ngày vừa qua thì Trung Quốc đã đưa rất nhiều những chiến hạm ra ngoài Biển Đông để tập trận và bắn đạn thật ở ngoài đó. Thì các bạn biết là những cái tàu của Trung Quốc này với cái trang bị vũ khí rất hiện đại của họ tự sản xuất cũng như nghiên cứu hoặc là ăn cắp công nghệ, thì cái tiềm lực quốc phòng của Trung Quốc rất lớn, và Việt Nam không thể sản xuất được những cái tàu như thế này và đều phải đi mua lại của Nga hoặc những nước khác. Thậm chí Việt Nam cũng vẫn còn sử dụng rất nhiều vũ khí cũ của Trung Quốc. Thì đấy là cái điều mà rất thiệt hại đối với Việt Nam, bởi vì khi chiến tranh như thế này mà nổ ra ở trên Biển Đông và tàu Trung Quốc khai hỏa vào tàu Việt Nam thì những cái vũ khí của họ rất mạnh và những cái công nghệ mà họ nắm bắt thì rất là sâu và rộng. Cho nên bất cứ lúc nào mà tàu Việt Nam đi ra cũng có thể bị vô hiệu hóa, bị chiến tranh điện tử, không thể chạy được, hoặc là bắn không trúng, hoặc là các vũ khí bị nhiễu loạn. Cụ thể và cái chương trình mà cái thời gian vừa qua các bạn cũng đã thấy là những cái máy bay của Việt Nam đã bay ra ngoài biển và sau đó đã bị mất tích một cách bí hiểm và bị đâm xuống biển, tai nạn rất nhiều. Đều là những máy bay của Nga, đều là những cái dòng mà Trung Quốc đã sở hữu hoặc là thậm chí còn đang mua. Họ mua cái công nghệ đó, họ về họ sản xuất hoặc nghiên cứu, họ sản xuất cái máy bay tương tự giống như vậy. Thì họ thực sự là Việt Nam rất yếu. Và ngoài ra thì cái việc Trung Quốc quấy rối cái giàn khoan Hurricane 5 của Nhật Bản, thực hiện cái hợp đồng khai thác dầu với Rosneft trong cái lô 01 và 06 trong thời gian vừa qua, thì cái điều đó phải chứng tỏ rằng là Trung Quốc không những thách thức Việt Nam mà còn thách thức cả Nhật Bản, thách thức cả Nga. Và như vậy là thể rất rõ ràng là họ không hề sợ hãi những cái nước này, và họ cũng không e ngại rằng sẵn sàng sử dụng vũ lực khi mà đưa cả những cái tàu quân sự áp sát những cái giàn khoan của những cái công ty như vậy. Và đương nhiên khi đó Việt Nam cần phải làm gì? Tức là Việt Nam cần phải có những biện pháp hòa bình và mạnh mẽ hơn nữa, chứ không thể nhỏ, không thể yếu như bây giờ, mà phải nói dõng dạc và phải đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế như là Philippines đã làm. Các bạn thấy đây là hình ảnh mà những người dân Philippines đã biểu tình, và Philippines đã làm, và họ đã làm thành công khi mà tòa trọng tài quốc tế đã phán quyết rằng cái đường chín đoạn của Trung Quốc là không có giá trị. Đấy. Và đây là hình ảnh của làn sóng chống Trung Quốc tăng cao tại Philippines. Những người Philippines họ đi biểu tình chống Trung Quốc và họ yêu cầu Trung Quốc phải rút đi và tôn trọng chủ quyền của họ. Thì đây là hình ảnh mà các bạn ít thấy ở trong nước ở Việt Nam. Nhưng các bạn có thể xem thêm những thông tin như vậy ở trên những báo chí quốc tế như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài BBC hoặc những cái trang tin khác. Và ngoài ra thì các bạn cũng biết là Trung Quốc là luôn luôn là có những cái vấn đề là họ luôn luôn đưa ra những yêu sách mà Việt Nam dường như là bắt Việt Nam phải yêu cầu Việt Nam phải ủng hộ. Bởi vì bất cứ những cái lúc nào căng thẳng nhất thì Trung Quốc lập tức Việt Nam không đáp ứng thì họ đóng cửa biên giới với một số mặt hàng nào đó. Thế là toàn bộ nông thủ sản của Việt Nam hoặc là hải sản hoặc là kể cả những cái vấn đề khác nữa là bị đình trệ lại, và dẫn đến việc người nông dân không bán được hàng, người sản xuất không bán được hàng, và là tạo sức ép rất lớn lên chính phủ. Đấy. Và những cái hàng đó thì thưa các bạn, bán sang Trung Quốc thì với cái chất lượng sản bán sang Trung Quốc thì không thể bán xuất khẩu sang thế giới hoặc nước khác được, mà về dùng thì không hết. Thì đấy là cái điều mà các bạn thường thấy, có những cái vụ mà hoa quả phải đổ thối hết khắp ở trên Lạng Sơn, hoặc là những cái thịt lợn cũng bị bán tháo, bán rẻ rất nhiều ở những cái vùng biên giới bởi vì Trung Quốc đột ngột không mua nữa, hoặc là những cái hải sản, thủy hải sản cũng tương tự như vậy. Và cái điều đó phải nói rằng là Trung Quốc
đã có những cái thái độ rất hung hăng với các nước xung quanh, và họ nói rằng họ hợp tác hữu nghị, hòa bình để phát triển, nhưng thực tế họ luôn luôn tìm mọi cách để sử dụng vũ lực đối với những nước xung quanh. Vậy Việt Nam phải có những biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và nhận ra điều đó thì không phải chỉ Việt Nam mà cả những cái nước khác xung quanh như Úc, họ cũng đã có cái tiếng nói phản đối. Như các bạn nhìn thấy đây là hình ảnh của một cái người mà tên là ông Andre Hathi, chủ tịch liên ủy tình báo và an ninh quốc hội Úc, nhận xét phản ứng của phương Tây trước sự bành trướng của Trung Quốc yếu ớt như thời Pháp giàn quân chống phát xít. Và ông nói rằng là Trung Quốc, tức là so sánh Trung Quốc với phát xít thì các bạn sẽ bị nguy hiểm như thế nào. Bởi vì là như vậy là rất rõ ràng là những cái chính trị gia phương Tây khi họ nói phát ngôn như vậy thì họ phải rất thận trọng. Nhưng họ đã nói như vậy thì có nghĩa là cái điều đó rất nghiêm trọng rồi, và Việt Nam cần phải xem xét lại chính sách của mình, vì không thể theo cái đường lối như từ trước đến nay, như ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn làm, đó là rất gần gũi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, uống tiếp ông Tập Cận Bình tại Hà Nội cũng như là uống trà với ông và khen trà Trung Quốc ngon. Nhưng trong cái lúc này khi mà tình hình đất nước đang rất căng thẳng, đặc biệt là với Trung Quốc, thì cả cái thời gian vừa qua là các bạn không hề thấy ông Nguyễn Phú Trọng có bất cứ một cái phát biểu nào để ủng hộ hay động viên các chiến sĩ ngoài hải đảo, hoặc là động viên người dân ở trong nước, cũng như phải có cái thông báo để người dân biết rằng quan điểm của đất nước là như thế nào. Bởi vì ông là người đứng đầu nhà nước, là chủ tịch nước, cho nên điều đó, khi ông im lặng thì đấy, điều đấy dường như người dân tưởng rằng là ông đồng người tình và đồng ý với cái việc mà Tập Cận Bình đưa tàu ra để khiêu chiến và tìm mọi cách để xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong cái bãi Tư Chính cũng như trong thời gian vừa qua cũng như sắp tới. Và nếu như ông Nguyễn Phú Trọng quá yếu hoặc lo ngại không thể nói được thì ông cũng có thể dũng cảm từ chức, bởi vì tuổi ông cũng rất cao rồi, mà vừa rồi ông cũng bị đột quỵ ở Kiên Giang cho nên cái sức khỏe ông không đảm bảo, thì ông nên hãy nghỉ để cái vị trí đó cho thế hệ trẻ, cho những người có trình độ, có khả năng, có hiểu biết lên để lãnh đạo đất nước. Thì có như vậy thì Việt Nam của chúng ta mới có thể phát triển và đưa đất nước của chúng ta sánh vai với cường quốc. Và lúc đó chúng ta sẽ không sợ, không việc gì phải lo ngại Trung Quốc nữa, bởi vì chúng ta có những đồng minh, có những đối tác đáng tin cậy như Mỹ, như châu Âu, như Canada và Nhật Bản cùng nhiều nước khác. Họ sẽ ủng hộ Việt Nam hết mình. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Và các bạn hãy để lại những bình luận dưới video này cũng như những yêu cầu về thông tin để chúng tôi tiếp tục cập nhật những cái điều mới mẻ nhất và trung thực nhất đến các bạn. Chúc các bạn một ngày buổi tối an lành. Chào các bạn.